Cái này có ăn được không mọi người? Nhìn thấy cách làm là thấy ghê quá. Sao nhìn nó giống như làm bún bằng nhựa vậy ta? Ăn vô chắc tiêu mạng luôn. Nhìn là quá ớn rồi. Đính chính lại nha. Đây là cần câu kiếm tiền nha. Máy bơm mỡ nha. Không phải là bún đâu. Nào làm nghề có máy này là tiết kiệm rất là nhiều thời gian luôn. Thôi, hôm nay bên mình có về cái con máy bơm mỡ bò. Này là nguyên kiện nha. Hẹn mới nhập về nha. Rồi bây giờ mình sẽ khui thùng ra. Khui thùng ra xem nó như thế nào. Đây là hàng mới nha, mình bán hàng này hàng mới nha, hàng có sẵn nha. Kẹp theo nó là một cái súng bơm mỡ bò. Súng bơm mỡ bò. Một cái dây bơm mỡ. Trọn bộ của nó sau khi ráp lên hình là nó như thế này nè. Đó, nhìn rất là đẹp. Rồi bây giờ mình lắp hơi vô, mình cho nó chạy coi như thế nào nha. Mọi người thấy đó, mỏ bò bơm rất là mạnh. Nó ra rất là đều nha. Máy mạnh nha. Chét hay bơm bằng tay thì nó lâu lắm. Để hơi vô xịt như thế này nè, nó mới hiệu quả nè. Đó. Có nhiều cách để thử máy, test máy xem nó có chạy được hay không. Đây là một trong những cách mà người ta thử nè. Để hơi vào và bơm cho mỡ bò nó chạy thẳng ra ngoài luôn, không cần bơm vào máy. Chỉ dễ thấy hơn nữa thì mình đem ra ánh sáng nè, mình xịt vô cái lon nhựa nè, thấy mỡ bò nó ra đều đặn và ra mạnh không, ổn định.